Bão đã gây thiệt hại số gia cầm thủy cầm bị chết ước tính sơ bộ hơn 60.000 con, gần 150 con gia súc bị chết. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, xử lý môi trường sau mưa lũ, Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y khuyên cáo các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại và vệ sinh dụng cụ chăn nuôi. Định kỳ 1 đến 2 lần một tuần, phun tẩy huế chuồng trại và khu vực xung quanh bằng các chất sát trùng theo quy định chăm sóc nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi bằng cách cung cấp đầy đủ thức ăn bổ sung dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng nuôi ra soát tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc gia cầm theo đúng quy định đặc biệt đối với đàn gia súc gia cầm tại nơi từng xảy ra dịch bệnh nơi có nguy cơ cao nơi bị lũ lụt